Trung tâm chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Trung vừa nhận được hơn 10 tin báo của người dân về việc bị lừa đảo kêu gọi đầu tư, chuyển tiền giao dịch trên các trang web, ứng dụng có giao diện giống với thông tin của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Qua xác nhận, đây đều là các trang web, ứng dụng giả mạo nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Do vậy, người dân cần tỉnh táo trước xử lý thông tin để tránh bị kẻ gian lợi dụng,